Đầu giờ chúng chào các bạn nha. Hôm nay tiến hành đắp cụ cát chậu tròn trơn 1 mét để tiến hành quay theo đơn khách hàng đã đặt tại cơ sở. Thì đầu tiên thì đắp cụ cát, các bạn cát thì mình khô quá xịt nước cho nó ẩm để làm cái lòng chậu cho nó chắc chắn, không có bị sạc, nó bị bể. Thì cát là lòng chậu thì mình sử dụng các vàng hoặc các mịn nha bạn, rất là dễ làm lòng. Sau khi đắp cụ cho nó đầy đủ thì các bạn dùng tay các bạn dán cát ở ngoài vô cụ và mình đập nhận cho nó dẻ cụ cát. Sau khi các bạn quay cái lòng cát đủ cái chậu, các bạn dùng cát mình chọi lấp chỗ nào nó còn thiếu, nó chưa có láng thì chọi làm láng cái lòng cho nó đẹp. Cái này lật lên cái bên trong nó đẹp hơn. Chụp hình ngay cái ánh nắng á, nó chói luôn. Nhìn nó vàng nó sao á. Cát ở bên cái miệng mình đắp vô cái thành miệng cho nó đủ và mình chọi dưới cái nhành miệng cho nó láng. Thì cái chậu này quan trọng nhất là cái miệng chậu, cái miệng chậu mình làm các cái lòng cát nó láng cái miệng. Thì để sau này mình lật lên mình cạo cho nó làm miệng nó nhanh hơn, nó đẹp hơn. Cái đó keo của người ta đó, phải cho điệu băng hết luôn, vừa keo rồi vừa nhũ. Phải được gì chứ anh, để ra được cái ghế đó ha. Các bạn mình pha cái hồ dầu chế bên dưới cái dành miệng chậu. Thì cái lớp hồ dầu này cái sau này mình lật cái miệng lên cào miệng nó láng đẹp hơn. Đây, các bạn chế cái lớp hồ cát lỏng bao quát cái phụ cát lại. Trước cái cộng kẽm 5 ly bên dưới cái dành miệng chậu. Qua cái lớp hồ cát thì các bạn tiến hành giữa mặt khuôn tiến hành
để kẽm buông chậu. Kẽm buông chậu các bạn sử dụng kẽm cuốn ly, mình bẻ cho nó những thanh tròn cho tới tận cái đáy, chia khoảng cách cho nó đều với nhau. Kẽm xong các bạn đặt khuôn vô và đi cái hồ cát đặt cho tới cái chậu nó mau lên hình. Đi cái qua cái lớp hồ đá mi cho nó chậu nó chắc chắn hơn. Đá xong thì tiến hành đi cái hồ cát. Cắt lỏng thêm xi măng cho nó già, đi láng cái dầu để tiến hành đi hồ dầu. Hồ dầu tiến hành đi hồ dầu hoàn thiện cái chậu nha bạn. Dùng dao cắt cái hồ dư bên dưới cái dành miệng chậu. Lỗ thoát nước cho chậu nha bạn. Thì cái một chậu tròn 1 mét thì bên sở thì thời gian qua cũng bán rất là chạy, làm hết lô này tới lô khác nha bạn. Thì làm cho khách hàng đặt số lượng nhiều
khoảng tầm chục cái thì làm tranh thủ thì sẽ xong để kịp giao cho khách nha bạn. Thì cái mẫu chậu này thì mẫu đồ trơn truyền thống, thì các bạn mình chỉ quay cho nó đủ cái miệng như thế, thì sau này mình lật cái chậu lên, mình cạo miệng và mình tiến hành mình quét hồ dầu để kéo bọc. Thì cái mẫu này thì bên sở có cung cấp dao quay, các bạn nào mình có nhu cầu mua khuôn hoặc là mua chậu thì liên hệ với Trung qua số điện thoại là 03 29 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì video tới đây là kết thúc thì cuối video. Xin chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.